cả bàn cây mai quá trời khủng các bạn ơi. Hôm nay mình theo anh Tùng cưa cây mà gặp anh Tùng gốc mai nè các bạn ơi. Đây mình theo anh Tùng đưa cây sao nè các bạn. Nếu mình đo ngay cái cổ rễ này là 1m2 nè. Tại vì một gang đây là 20 phân. Đẹp luôn. Mà phải có cái thước đó. Thước luôn. Đây nè, đưa lên đây đây. Wow, trời. Nó như cái bình luôn, đẹp hết sức không? Cái cây mai này khoảng bao nhiêu năm ha anh Tùng? Mai này hả? Mai này hỏi chủ nhà mới biết chứ anh không biết đâu. Mới vô xanh. Ừ, quá trời đẹp. Quá trời cái mai này đẹp. Ô, dạo mấy huynh nha. Cái này là mình làm sao đây? Cái này đắng cống là thoát nước cần cho nó thoát này. À, làm nước cống bông nước á. Là có cái ông bậm ra ha. Dạ dạ. Ồ, đẹp. Cái mai đẹp quá các bạn ơi. Ồ, thấy tôi điều chuyển quá, tôi xưa cây, tôi gặp cái mai tôi cũng mừng nữa, tôi khoái nữa. Ồ. Đây là toàn cảnh cây mai nha các bạn. Vàng quá trời đẹp các bạn ơi. Cây mai này là cái đường kính của nó là cây mai này là đường kính 8 mét nha các bạn. Cái chiều cao nó khoảng là 4m9 nè. Chiều cao khoảng 4m9 mà về cái đường kính này qua là 7m. Hơ thì cho mày. Cái nhà chăm sóc rất là kỹ luôn. Cái cây mai này là chủ nhà nói là khoảng 80 năm rồi nha các bạn. Đây là toàn cảnh phía trong cây mai. Mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Rồi rồi. Dạ con ở Vĩnh Long. Dạ. Con đồng mạng đi theo ha. Dạ. Cái cây này là kêu giá là cái kêu 1 tỷ. Dạ 1 tỷ. Mà người ta trả 9,5 tỷ. Có 50 đó chị. Dạ. Quá trời cây cũng không chịu á. Để nó bán 1 tỷ rồi. Dạ, đúng 1 tỷ mới bán á chứ. Dạ. Con cảm ơn chứ. Wow, cái mai đẹp quá các bạn. Kiển cổ còn cái đó là mai tàn. Dạ. Cây này là cây kiển cổ hả chú? Dạ. Nào mà cái này cũng là cây mai ha. Cây mai lâu đời rồi. Dạ, lâu đời. Cây này khoảng bao nhiêu năm mà chú? Cái này tính ra cũng cần cả tầm cả trăm. Trời ơi dữ rồi trời. Cái trăm năm hả chú? Hả? Cái trăm năm hả? Trăm à. Trời ơi trời. Tại vì mình không cái này nó mới lên chậu lại nè. Dạ. Đó nó không có chăm sóc. Trời ông nội thì không có chăm sóc. Dạ. Cái này mới trăm lại. Mấy cây bên đây cũng vậy hả chú? Trời ơi. Cái này thời ông nội trồng. Dạ, thời của ông nội nha. Này chắc cũng cả trăm năm. Trời ơi cái gốc đẹp quá chú ơi. Mấy gốc này tại không ca nè. Nó tại vì chưa có không cắt nè. Dạ. Này nó thùng nó chảy luôn. Dạ. Ôi ôi. Nó lù ở trên luôn, tự trên. Lù tới trên. Quá đẹp luôn. Dạ. Đây là cái gốc mai nha các bạn. Ôi ôi nó phù 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 luôn các bạn ơi. Em đó. Nó buôn bán ống qua xe mình bên rồi nè. Dạ. Wow, bữa nay mình vô coi mấy cây mai giá trị quá trời các bạn ơi. Còn cả trăm năm không các bạn ơi. Đã thiệt. Cao vườn đây nhiều mai lắm nha các bạn. Bên đó có mấy cây mai khủng 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 không các bạn ơi.